tầm khoảng 1 giờ nhé. 1 giờ cái xong rồi đợi mọi người vào trong tủ là chị trẻ bắt đầu luôn nhé. Em có tham gia nhiều cái khóa mà chưa sắp xếp được thời gian của gì. Hôm nay được chị Trang chỉ dạy cho cách âm 8 ngày. Cố gắng. Okay. Chị cũng rất là vui vì được hỗ trợ em. Hello Thương. Cô ạ. Bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu luôn nhé. Thì rất là chào đón tất cả các em, tất cả các bạn, tất cả các mọi người, tất cả các học viên ngày hôm qua tham dự cái buổi khai giảng ngày hôm qua và hôm nay đã bắt đầu thực hành. Thì lớp mình không biết lớp mình đã bắt đầu thực hành chưa, đã bắt đầu nhận được tài liệu và xem video và bắt đầu luyện theo được một tí nào chưa? Một chút rồi ạ. Giỏi quá. Rất là tốt. Chỉ thông qua thực hành thôi, chỉ thông qua thực hành thì mình mới tiến bộ lên từng ngày được đấy. Nên đó là tụi em bắt đầu xem đi, nghe và bắt đầu chạy đuổi theo. Thì trong lúc mà quá trình mà làm á, mà có cái chỗ nào mà không hiểu hoặc là có những chỗ nào mà thắc mắc á, thì cứ nhắn tin cho chị sẽ giải đáp cho. Rồi ngoài ra thì chúng ta có những cái buổi như vậy, những cái buổi coaching như vậy thì chị sẽ hỗ trợ cho tụi em. Và tụi em đọc, ví dụ như tụi em đọc lên đó, làm sau đó là chị sẽ xem thêm tụi em đang phát âm như thế nào thì chị sẽ sửa cho tụi em. Rồi thì hôm nay thì bây giờ chúng ta hiện tại có 6 bạn, thì các bạn bật camera lên nha. Các bạn bật camera lên, là những bạn bật camera là được ưu tiên sửa phát âm cho. Hello, em chào chị Duy đúng không? Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Mà tại vì em đang đi khám bệnh cho bé ở ngoài. Ok chị. Em tắt cái camera đây. Dạ, ok. Và chị đã luyện tập chưa? Chị đã bắt đầu xem video và bắt đầu luyện tập chưa? Hồi hôm có coi rồi, hôm có coi phần, có coi sơ qua. Rất là tuyệt vời. Còn An Thiên, An Thiên là nam hay nữ? Bật camera lên được không? Chúng ta cùng học chung với nhau. Lớp mình có mấy người thôi, thì mình cùng mở cam lên nha. Nếu mà tiện á, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì á, bây giờ nhá, lớp mình sẽ Trang sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc cái phát âm, đọc cái video này như thế nào, làm sao cho mình diễn tả được đúng cái giọng điệu mà đúng cái kiểu của người bản xứ á. Thì đầu tiên á, thì mỗi bạn trong lớp mình sẽ đọc Trang tầm khoảng 5 câu. Thì đó, mỗi bạn đọc 5 câu để Trang xem cái phát âm của bạn đó, và Trang sẽ sửa ngay để chính những cái lỗi sai trong phát âm của bạn đó. Thì trong màn hình thì bây giờ Trang đang thấy chị, Trang đang thấy Huệ này. Huệ nhé, Huệ trước nhé. Đọc 5 câu đầu tiên nhé. Hồi tối em chưa có xem cái video phát âm của chị, chị có thể mời bạn khác trước Thương. Ok, không sao hết. Bây giờ Thương đọc 5 câu đầu tiên. Không sao cả, đọc sai cũng không sao. Sai thì mới có cái để cho chị Trang sửa. Còn nếu mà đúng hết thì thôi, chúng ta ở nhà thôi, đâu cần phải tham gia buổi họp đúng không? Đó, sai cũng được, đọc sai cũng được. Nhưng mà chính những cái sai của mình đó, và mình học ngay từ cái lỗi của mình á, thì nó sẽ rất là tốt và nó phát triển sau. Rồi bây giờ Thương đọc cho Trang 5 câu. Thương mở mic lên. Chưa nghe được giọng Thương. 네. 그러던 오늘 날 이제 회사에서 퇴근하고 막 뛰어서 집에 왔어요. Wow. Giọng của Thương rất là tốt đó. Giọng của Thương rất là tốt. Rất là tốt luôn. Các bạn nào đang mở mic á, hơi ồn ấy. Thầy như thế này nhé,
giọng của Thương rất là tốt, nhưng mà bây giờ làm thế nào để cho nó tốt hơn? Thì như ngày hôm qua thì Trang đã có chia sẻ rồi á, thì cái môn shadowing á, nó cần phải diễn tốt cảm xúc của cái người nói. Thì cái câu này đọc như thế này này: 그러던 어느 날 이제 회사에서 퇴근을 하고 cô, mình ngắt một tí nhé, cô mình sẽ ngắt một tí, mặc tiêu do chị bé quạt xèo, thì cái từ mát đó mình kéo dài ra, xong rồi tuy tạ mình đọc tăng lên, mặc tiêu do chị bé quạt xèo đó. Thì cái câu đó bây giờ Thương có thể đọc lại được không? 그러던 어느 날 이제 회사에서 퇴근하고 막 뛰어서 집에 왔어요. Rất là tốt ha. Và cố gắng chúng ta cố gắng diễn tả được cái cảm xúc của cái người nói khi mà chúng ta đọc cái câu như vậy. Thì đó, và để mà diễn tả được cái cảm xúc đầu tiên đó, thì Thương cần phải hiểu được cái ý nghĩa của cái câu này trước. Hay một ngày nọ sau khi đi làm xong, tôi liền chạy ngay về nhà. Thì khi mà nói như vậy, thì khi mà nói trong tiếng Việt thì chúng ta cũng nói với một cái giọng điệu mà rất là khác nữa. Nên là mình đem cái cảm xúc đó và mình áp vào cái câu tiếng Hàn của mình. 그랬던 어느 날 이제 회사에서 퇴근을 하고 막 뛰어서 집에 왔어요. Thì khi mà nói như vậy thì nó có ngắt, có nghĩ, và câu của mình nó sẽ mềm mại và nó giống như là mình đang nói chuyện thật sự. Mình đang nói chuyện thật sự chứ không phải là mình đang đọc á. Thì lưu ý là trong cái tuần đầu á thì Thương đọc như vậy rất là ok, nhưng mà sau này để mà một cái level mà mình muốn tăng cái level cao hơn á thì mình cần phải đọc mà như là đúng như người bản xứ đọc luôn á, nó cần phải có nhiều yếu tố như vậy. Thương lưu ý cho các cô Trang cái câu đầu như vậy nha. Rồi tiếp tục Thương. 집에 오니까 이제 딱 오마자 아주머니랑 바톤 터치를 하고 아주머니는 갔었어요. Ok. Cô nhận xét là giọng của Thương khá hay, rất là hay luôn. Nhưng mà bây giờ nhé, khi mà Thương đọc á, âm nào nó phải ra âm đó. Ví dụ nhé, những âm căng phải ra âm căng. Âm căng phải ra âm căng. Và những cái âm bật hơi nó phải ra âm bật hơi. Thương đọc hơi bị nó giống nhau ấy. Bây giờ cô đang sửa tí thôi là Thương sẽ đọc rất là tốt này. Cái giọng của Thương rất là hay luôn á. Peonica. Bây giờ thường căng cái âm này nhanh cho cô. Đọc theo à cô? Ừ. Đúng rồi, đó. Thương đọc rất là tốt luôn. Mà lưu ý nhá, khi mà đọc những âm này căng này. 집에 오니까. 집에 오니까. 이제 딱. Âm này cũng là âm căng. Tác. Đúng không? 집에 오니까 이제 딱 오자마자 아주머니랑. Thì lưu ý là một số cái điểm mà ví dụ như khi mà mình gặp này y ca tinh ninh ư đư, hoặc là những cái mà liên tự giữa câu á, thì tự nhiên á cái giọng của mình sẽ liên lại. Ví dụ nhá, thì bèo này ta y che ta ô cha mà cha, thì ô cha mà cha thì nó liên lại nhá. À tu mờ này ăn bát thông thoát chỉ ho cú thì nè bát thông thoát chỉ là vì sao thiết nó là âm bậc hơi. Xong rồi thì chít nó cũng là âm bậc hơi, thì phải đọc là à thông thoát chít. Thì á, thông thường á, cái này là một cái thói quen, cái này là một thói quen khi á mà mọi người khi mà tra từ điển á, thường mọi người hay bỏ qua cái bước này. Thì em nhắc rất là nhiều với các bạn là khi mà tra từ điển á, đừng bao giờ chỉ tra mà không có nghe cái loa, cái phát âm thật sự của người Hàn. Ví dụ nếu mà từ điển tiếng Việt mà không có thì chúng ta chỉ quan từ điển Google. Đây. Rồi bây giờ thương nghe kỹ nhé, người ta đọc như thế nào nhé. Bát thùng. Bát thùng. Bát thùng. Đây là một cái điểm mà Màu Trang lúc nào cũng lưu ý với các bạn là lúc nào khi mà tra từ điển á, đừng chỉ tra từ không mà hãy bấm cái loa này, nghe cái âm thật sự của nó và nghe mình để ý cái ngữ điệu nó đi như thế nào. Và mọi người sẽ để ý là khi mà nghe đủ nhiều rồi, tự nhiên mình biết là khi mà nhìn vào một từ mình biết nó đọc như thế nào, để mình không bị đọc sai dấu.
Có rất là nhiều bạn bị đọc sai dấu là do không có cái thói quen này. Thì chúng ta để nhé, cái từ này này, thùng, nó sẽ lên tông, nó sẽ lên tông, thật thùng, thật thùng à, nhá. Tuần tiếp tục này, hot chỉ, tại vì sao chứt chứt nó là bực hơi, bực hơi. Khi bực hơi thì nó như thế nào, nghe hãy cứ nghe nhé. Thật chỉ, thật chỉ, thật chỉ, từ nói học thật chỉ, thật chỉ đó, nó sẽ bực lên như vậy. Thật chỉ, thật thùng, thật chỉ đó. Đó, nếu mình không có đọc auto đọc, có nghĩa là mình tự mình nghĩ ra đó. Thật thùng, thật chỉ, ho cũ cô, nhớ lúc nào cũng cô là mắt một tí. Rồi này, sau y ca tinh ninh ư rơi, hoặc là những cái liên từ ở giữa câu á, tự nhiên nó luyến cái. Ví dụ nha, atumoni nun, tự nhiên cái chữ nun nó luyến cái. Atumoni nun kasasayo, kasasayo. Thì rất là may là giọng của Thương không bị nó không bị sai dấu, Thương không bị lỗi về dấu, mà Thương chỉ không đọc rõ các âm thôi. Rất là hay, rất là tốt luôn. Còn những bạn mà sai dấu á, khi mà không hề cảm nhận được âm nào là khi mà lên, khi nào mà xuống, mà lúc nào cũng tắt tắt tắt, và cái giọng của mình đọc á, nghe nó không có nghe cái giọng nó rất là lạ, thì ở dưới này, cái dòng dưới này, thường là những cái học viên mà cô Trang coaching á, là thường là cô phải phiên âm ra từng dấu như vậy cho các bạn. Thì nếu mà bạn bị dấu á, đọc mà không biết khi nào lên khi nào xuống á, thì có thể dựa vào cái dòng thứ hai này, là cái dòng mà mô phỏng âm thanh. Cô Trang để mô phỏng âm thanh á, để cho mấy bạn bám vào đó. À, còn thường là rất là tốt, là không bị dấu là rất là tốt nhé, duy trì cái giọng như vậy, nhưng mà cố gắng là những cái âm nào nó rõ ràng đó, rất là tốt luôn. Rồi tiếp tục. 옷도 못 갖다 입고 얘기는 딱 아는 거예요. 근데 이야기가 저를 보고 빵글 웃는 거예요. Rất là tốt luôn, rất là hay. Rồi bây giờ đọc diễn cảm thêm một tí này nhé. Thương cố gắng là mình đọc tốt rồi, cái đọc mình rất là tốt rồi, bây giờ mình cố gắng đọc rõ âm, mình đọc diễn cảm hơn. Thì đây này, hôm nay cô Trang sẽ ghi nhé. Thương nó là cần đọc rõ âm, thì cô phải ghi lại nhé, không quên. Rõ âm và đọc kỹ và diễn cảm hơn. Thương đọc rất là tốt luôn, có tiềm năng lắm nha. Đọc nha. 옷도 못 갈아입고 얘기를 딱 아는 거예요. Đây, câu này đọc rất là tốt. Mày để ý cho cô này. 근데, nhớ là nó sẽ đi theo âm như này. 근데, 근데, 그런데, 얘긴데, 하는데. Đó, T nó tự nhiên liên cái. Để ý nhá, để ý nhá. Đó. Là cái này là cũng không phải cô Trang học ở đâu đâu, cô Trang để ý cái người Hàn người ta nói á. Nên là tụi em cũng vậy. Có nghĩa là tụi em nghe cô Trang nói như vậy, nhưng mà không, đừng bao giờ là nghe ai nói xong mình tin liền, mà mình hãy kiểm chứng thêm người Hàn người ta đọc như thế hay không. Cô Trang toàn bắt chước người Hàn thôi à. Đó, có nghĩa là khi mà thấy người ta lên dấu thì mình cũng lên dấu theo cái chỗ đó, chứ cái này cũng không học ở đâu hết á. Mình để ý nhé, cái việc để ý trong cái việc quá trình mình học rất là quan trọng nhé. Kinh tế cái cụm này, e gì ca, nhớ nhé, e ca un din u ri liên hệ. 애기가, 애기가 저를 보고 빵긋. Đây là một cái từ mà nó tượng hình, nó thể hiện một cái sự vui vẻ. 빵긋 웃는 거예요. Thì lúc đó em khi mà đọc, em diễn tả cái cảm xúc của em đi. Con nó cười rất là tươi, nó cười tươi lắm. Thì lúc đó em nói sao? Thương nói sao? Có phải đọc là 빵긋 웃는 거예요? Có phải như vậy không? Và sẽ là tăng cái của nó gầy nha. Đó, đó, cái giọng mình tươi lên, vui lên, thì đó là mình đang bắt được cái thần thái của cái người đọc á, cái quần nó minh á, cái người bạn bị á. Thì như vậy là mình sẽ thực hành tốt được cái phương pháp shadowing này. Đó, đó. À, thôi thương ba câu thôi nha, thôi nhường cho bạn khác nha. Sarasasumida. Trời, thương giỏi lắm. Rồi bây giờ tiếp tục cô Trang mời Hằng nhé. Hằng
cô đang thấy Hằng nè. Hằng ơi, đúng một đoạn rất là khó, rất là khó luôn. Rồi, à, thôi thì cô đang để cho Hằng một ba câu thôi nhé. À, y kè. Mua chị. Ừ. Đá mua. Hình tư là. Hình tư là. Ừ. Sáng tăng tổ. Thương. Ê chim. Thủ rất chí man. Ok. Ờ, cô biết rồi, tại vì Hằng mới học sơ cấp rồi đúng không? Cũng chưa bao giờ học Iman nè, cũng chưa bao giờ học y, học học những cái từ như này thì quá khó đối với Hằng. Bây giờ thôi nhá, Hằng xem các anh chị khác đọc và để bắt chước theo thôi nhá. Ừ. Yeah. Thì ít nhất cái phương pháp shadowing này á, nó ít nhất là mọi người phải đọc được Hangul này. Thứ hai á là mọi người cũng hiểu về ngữ pháp, một số cái ngữ pháp căn bản trước. Thì khi đi vào shadowing thì nó mới dễ dàng. Còn ví dụ như mình chưa hề biết một cái gì hết thì học shadowing sẽ rất là khó. Nên là ít ra là mình cũng biết được một số ngữ pháp căn bản, là mình biết tên cái nte chi man, rồi những cái ngữ pháp mà nó rất là cơ bản thì mình sẽ theo cái mô hình rất là tốt. Rồi thì bây giờ để cô đang mời bạn khác nhá. Rồi mời An Thiên nha, anh An Thiên. Anh Thiên là sinh dạ, năm bao nhiêu cô vậy? À, chào. Dạ em sinh năm 2K1 á cô. Ôi vậy hả? Ôi sorry. Rồi An Thiên bây giờ An Thiên đọc cho cô đang nhé. Dạ, An Thiên học đọc học tiếng Hàn ở level như thế nào? Dạ em tới sơ trung cấp được. Ok, vậy thì tốt quá. Bây giờ đọc nhé, đọc và sai cũng được không sao cả. Tại vì đây khi mà em cứ đọc cái giọng tự nhiên của em á, mà bị toàn sai chỗ nào thì cô đang sẽ sửa cho em. Okay. 이제 뭐지 너무 힘들다 이 생각도 들었지만 갑자기 이렇게 방긋 웃는 얘기를 보면서 아 나는 도대체 언제까지 이렇게 살아야 되는지 그리고 이렇게 나한테 웃어주는 얘긴데 내가 얘를 어떻게 기를 수가 있을까? 그리고 애 필요한 것을 앞으로 내가 차려낼 수도 없을 것 같고 난 여기서 더 이상은 나이가 지 못한 것 같은데 이대로 빚만 늘어나고 난 어떡하지 이런 생각이 드는 거예요. 그리면서 마음이 되게 무거웠지 타라고요. 와. Có ai nói An Thiên đọc rất là tốt không? Có ai từng nói là An Thiên đọc tiếng Hàn rất là tốt không? Dạ, bạn ấy nó chơi ngữ điệu của em dở. Bạn em học qua tiếng Hàn nó chơi em không ngữ điệu dở. An Thiên đọc rất là tốt luôn. Rất là tốt nhá. Nếu mà chấm điểm là cô đang thì cho An Thiên 8 điểm, 10 điểm. Bây giờ An Thiên có muốn 9 điểm không? Có muốn 9 điểm, có muốn 10 điểm không? Dạ nhờ cô. Rồi. Thực ra cái chất giọng của em rất là tốt luôn. Phải nói như vậy, An Thiên có chất giọng rất là tốt. Đọc không hề là bị giấu nhá. An Thiên đọc rất là chuẩn luôn. Nhưng mà nhá, có một số âm cô đang thì sửa cho em nhá. Và cố gắng thêm cái cảm xúc của mình vào. Nó sẽ khác cái môn IT như thế nào. Cái môn IT á, là em đọc như đó là 10 điểm rồi. Nhưng mà còn cái môn shadowing á, em phải bắt được cái phần của cái người nói. Thì cái người này nè, là một cái người mẹ bỉm sữa. Ngày xưa trong những cái thời gian mà cô Y Chân, trong những cái lúc mà cô đang rất là khó khăn, rồi nợ nần chồng chất, rồi lúc đó là cô phải làm thế nào để có thể nuôi được con của mình, có thể mà giúp đỡ được cho gia đình của mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của cô ấy rất là bế tắc. Thì lúc đó cái cảm xúc đó em có cảm nhận được không? Thiên cảm nhận được không? Đó, cái cảm xúc của cái người mà đang trong cái tình trạng như vậy thì cái giọng nó sẽ như thế nào? À, đi kèm một tí. Đi kèm một tí. Nó muốn hiếm tư tà. Và chỗ này nè, khi nãy là cô để là An Thiên đặt âm này là dấu huyền. Nhưng mà lưu ý nhé, những âm bật hơi như là chút, chút, chút,
huge đó, huge đó, những cái âm bậc hơn như vậy tự nhiên nó lên tông. Ví dụ nhé, mình sẽ không đọc là tìm từ ta, mình sẽ đọc là tìm từ ta. Rồi bây giờ nhé, anh Tin có từng có cái thói quen là mình tra từ điển sau đó mình có nghe cái loa không? Dạ cũng ít nghe lắm con. Ờ, bây giờ nhá, bây giờ con sẽ thử cho em xem, nghe thử người Hàn đọc như thế nào nhé. 힘들다, 힘들다, 힘들다. Âm nó lên lên, 힘들다, 힘들다, 힘들다. Đó, nó sẽ lên như 힘들다. Đó, thì bởi vì sao? Đây là âm bậc hơi, nên nó sẽ lên. Đó, 너무 힘들다. Và tiếp tục nhé. Bình thường á, các âm trong tiếng Hàn, các từ vựng trong tiếng Hàn tự nhiên nó sẽ đi theo quy luật này. Huyền, dấu huyền, xong rồi tới dấu ngang. Huyền ngang, huyền ngang, huyền huyền ngang, thường là như vậy. Nhưng mà nhá, cái âm siốt tự nhiên nó sẽ lên âm bậc hơi và âm siốt. Thì chỗ này mình sẽ không đọc sàng đặc, mà mình sẽ đọc là sinh gấp từ. Mình sẽ lên âm từ đó. Nên chỗ này mọi người dễ cho Trang nhé. Khi nào mà gặp siốt thì nó sẽ lên âm. Sinh gạc, sinh gạc, sinh gạc. Mình sẽ đọc là sinh gạc, chứ mình không có đọc là sinh gạc. Không có huyền luôn, tông nhẹ ở dưới luôn, không có trầm ở chỗ đó. Mỗi khi tư tà thì sáng các cô thì đó chỉ man đó, nhớ cho cô những cái liên từ mình nối giữa câu á, tự nhiên nó liên lại đi ca tinh đinh ư rồi, và những liên từ tự nhiên nó liên lại, cứ để ý đi là tụi em thấy sáng các cô thì đó chỉ man đó, tự nhiên thì sáng các cô thì đó chỉ man, chứ không có đọc là xem các câu từ đặc biệt gặp ta thì mình không có cái đoạn liếng gì đó thì câu nó không có hay nhé. Từ này đọc nghe đọc nghe đọc đọc nghe đây em thấy không, nghe nhé mình nghe. 갑자기 갑자기 갑자기. Đó, tụi em thấy không? Chỗ này nó có cái mực, cái nó có ở âm căng này này. Cha kì, khập cha kì, khập cha kì. Tự nhiên nó sẽ như vậy nhá. Đó, thì khi á, bởi đó là khi mà tra từ điển, cố gắng mọi người bấm cái loa này. Cha kì. Bấm cái loa để nghe và xem cái phiên âm ở đây. Thì mình sẽ đọc nó cũng hơn. Chứ không nên là chỉ tra từ điển mà chỉ để học từ, học nghĩa thôi. Thì tới lúc mà tự nhiên học 5-10 năm mình không biết cái âm đó nó phát âm như thế nào và cái dấu nó đi như thế nào á, sau này sửa rất là cực luôn. Thì cô Trang cũng có những rất là nhiều học viên như vậy rồi á, nên là sửa rất là cực, nên là đó nghe không, là hầu như là trong cái đoạn này là tất cả những cái bạn mà bị dấu á, là hoàn toàn phải đọc đi say lại hết. Nhưng mà chỗ này Thiên An không có bị nhiều như vậy đó, Thiên An chỉ bị một số âm thôi, đọc rất là tốt luôn này. 갑자기 이렇게 빵그 우는 애기를 보면서 그렇지만 보면서 서 뜨는 애기를 보면서 아 나는 도대체 언제까지 이렇게 살아야 되지? 막 khi mình nói câu này nhá, ôi mình còn sống như vậy tới bao giờ nữa trời? Mình nói câu vậy cảm xúc của em lúc đó là sao? Khi mà nói cái câu này, nó có một cái nỗi hận ở trong đó đúng không? À, 나는 도대체 언제까지 이렇게 살아야 되지? Đó, em phải diễn đạt được cái thần của người nói như vậy. Thì khi đó em sẽ rất là tuyệt vời. 나는 도대체 언제까지 이렇게 살아야 되지? 그리고 그렇게 나한테 웃어주는 얘긴데 내가 얘를 어떻게 키울 수가 있을까? 한번 거의 tiếp tục 한번 거는 키우다. Cute nha. Chúng ta sẽ nghe nha. Đây là âm bậc hơi nên nó sẽ đọc là sẽ bật ở trên chỗ đó. Cute. 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 Đó, nó sẽ lên chỗ đó nha. Ok, cute super super. 그리고 얘 필요한 것들 앞으로 내가 잘해 줄 수도 없을 것 같고. Chỗ này là hình như là An Tiên đã luyện rồi đúng không? Cô thấy nào thì nó rất là trôi chảy luôn. Thì chứng tỏ em đã luyện rồi đúng không? Hay là chưa từ đó? Chưa hả? Từ đó. Chưa mà đọc như được là quá tốt luôn á. Thông thường á, tất cả các bạn lần đầu tiên đọc cái này á đều bị mất.
thì cô đang khuyên là khi mà bị vấp cứ dừng lại từng câu từng câu từng câu, mình cứ chắc từng câu một đi, không cần phải nhanh, không cần phải nhanh đâu mọi người. Như là ngày hôm qua đang nói đó, mình không cần phải học nhiều mà chỉ cần học ít nhưng mà nó chắc, giống như là một cái bức tường á, nó cần phải chắc từng viên gạch thì cái bức tường nó mới không đổ. Còn nếu mà mình cứ mình thấy video nó nhanh quá mình chạy theo, mình cứ bươn theo thì á, mình không có chắc được cái gốc của mình á, đọc nó cũng sẽ không có tốt. Ở đây chú sâu sẽ có cô có tổ, tiếp tục đoạn này nữa, cũng là một cái câu mà nó hiện thể hiện cảm xúc. Anh giờ bây giờ thả chạy thôi rằng anh đã có chỉ một thắc mắc gì đây tôi hiểu chính mình điều nào cô là ở đây đang xem các cái tiếng gọi ô hả, đọc như vậy. Khi đó mình so đây mình so nó lại lên tông tiếp nhé, cứ lưu ý. 그러면서 마음이 되게 무거워지더라고요. Thì cái đuôi câu này này nó sẽ như thế này này. 무거워지더라고요. 더라고요. 요 nó liên cả nhá. 무거워지더라고요. 무거워지더라고요. À, thì cái này á, cái này là An Thiên chỉ cần nghe nhiều thôi. Nghe nhiều rồi tự nhiên mình bắt được. À, nên là cái giai đoạn nghe ngôn ngữ để mình thấm á, mình thấm nó vô trong cái con người của mình á, để làm sao mình có thể tự nhiên tự động mình bắt chước theo được mà nó không phải là đến từ ý thức. Cái tốc độ mà ý thức mình xử lý nó không bằng tốc độ bên trong á, là cái tốc độ của tiềm thức của mình á, nó bật ra giống như là một phản xạ. Cái này nó còn quá trình rất là nhiều. Ok, chị làm rất là tốt luôn, rất là tuyệt vời. Chỉ còn cô nghĩ là em chỉ còn em luyện video này thì cô nghĩ là tốc độ của em sẽ rất là tuyệt vời luôn. Rất là tốt ha. Rồi, cho mời chị Quyên. Oh, hello chị Quyên. Học trò cũ. Ok, chị Quyên đọc cho em từ đây tới đây nha. Xin chào cô Trang. Chị cũng sẽ phải học đại sơ cấp ấy, nhưng mà hôm nay mời đọc chị cứ đọc xem thế nào. Nôn nóng rồi không học. Không ok, đọc ok ạ. Chị. Xin chào tất cả các anh chị trong phòng học nha. Đọc đoạn từ chỗ em đánh giá nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Được. Đọc từng câu một đó, không được cần đọc nhanh. Từng câu một thôi. Cái câu mà cách ra này là mình sẽ đọc ngắt đúng không? Rồi. Cái đó là cái phiên âm ở dưới để cho em, để cho bạn mình bị nhấu á. Cứ đọc nguyên câu vậy em. Chị đọc nhá. Mà mi mà nhi mu cơ mu cơ. Chỗ này là như. Mu cơ ốt. Mu cơ oa sốt. Sơn nền tệ. Kuri khô. Nà sơ. Ôn má. Ôn má án. Ít tà. Ít tà cả. Ít tà. Mù. Tiếp tục đi. Tùn chế khá. Sàng kín. Sàng kín. Có đề rộ. Ok. Rất là tốt. Rất là tốt. Được. Ok. À, chị không oh, đọc từng câu thôi, từng câu một, em sửa từng câu một thôi. À, chị Quyên á là học bây giờ đang ở Việt Nam đúng không? Coi như là quen hết tiếng Hàn rồi đó. Chị, từ cái lần học đấy là chị không học luôn. Ok. À, nhưng thì... mà rất thích học tiếng Hàn, bây giờ chị muốn quay lại học lại từ đầu. Rồi, bây giờ nhá. Rồi, bây giờ chị Quyên em thấy một cái là chị Quyên bị giấu. Nghĩa là chị Quyên phát âm rất là tốt nhưng mà chỉ bị giấu thôi, chứ không phải là chị Quyên phát âm dở nhá, mà là chị Quyên bị chỉ bị giấu thôi. Bây giờ em sửa dấu ý chị này. Thông thường á các âm nó sẽ đi theo âm huyền ngang, thì bây giờ nhá chữ này chị thử đọc cho em dấu huyền và dấu ngang này, nó sẽ ra cái âm gì? Mà âm. Đúng rồi đó, nó sẽ ra âm mà ươm. Ma ưm chứ không phải là ma ưm, cũng không phải là má ưm, cũng không phải là mã ưm. Nó sẽ là ma ưm. Ưm. Và y ca in nin ư đưa khi em nói nó sẽ liên cả. Thì bây giờ chị luyến kiểu gì? Cái này là luyến à? Luyến cái chữ y á. Ma mi. Đúng rồi, chính xác. Đó, như vậy đó. Ma mi. Ma ưm mi. Nào tiếp tục nhá. Này chị đọc ok này. Mà mi mà nhìn mù cơ vô sân nền đê. Thì khi nãy em có nhắc An Thiên rồi đó. Nhắc ai nhỉ? Khi nãy em có nói đó.
thì cái chữ tên nó lên âm. Thì bây giờ chị lên âm cho em xem đi. Có phải là mù có quá sơn nên tề. Tề thì nó xuống đất rồi. Bây giờ nó lên thì sao? Chị đọc nha. Mù có quá ớt xin ớt nên sơn nên tề. Sơn nên tề. Đúng rồi, đó đó đó, chị như vậy. Nó sẽ lên. Bây giờ nhá, cái chỗ này nó chị bây giờ chị đang đọc đúng không? Bây giờ đọc ra cho em 10 lần. Mù có quá sơn nên tề 10 lần nhá. 1. Mù có quá sơn nên tề. Đây, bây giờ chị bám cái chỗ này. Mù có quá sơn nên tề. Mù có quá sơn nên tề. Mù qua qua sót nền tê. Đúng rồi. 2. Mù qua qua sót nền tê. 3. Mù qua qua sót nền tê. 4. Mù qua qua sót nền tê. 5. Mù qua qua sót nền tê. 6. Mù qua qua sót nền tê. 7. Mù qua qua sót nền tê. 8. Mù qua qua sót nền tê. 9. Mù qua qua sót nền tê. 10. Mở cô qua sân mình tê. Ok, rồi bắt đầu thấy nhuyễn chưa? Đó, chỗ nào bị bấp dừng lại 10 lần. 10 lần mà không được nữa, 20 lần. Mở qua sân mình tê, mở qua sân mình tê, mở qua sân mình tê. Tự nhiên được. Và đó là cái sự kiên trì nhẫn nại của mình rất là quan trọng trong cái này. Mình không cần đọc nhiều. Đó. Bây giờ sau 8 ngày đi á, chị Quyên chỉ cần chỉnh đấu được cho em tầm khoảng 2 câu tới 3 câu thôi cũng rất là chị không cần phải nguyên cả một cái video đó. Ví dụ như thế mà chị cảm thấy rằng trong những cái trong cái tuần này chị chỉ muốn đọc đúng 3 câu thì chị đọc đúng 3 câu đó cho em. Không cần phải đọc nhiều nhá. Đó, phương châm của em là không cần phải học nhiều mà cứ học theo năng lực của mình. Sau đó là mình phù chôn nghĩa là mình tất cả bản thân của mình để mình lên một cái level cao hơn. Chứ mình không cần phải học cho nhiều, học cho tất bài tất lắm luôn, nhưng mà cuối cùng ứng dụng không được bao nhiêu. Bây giờ nhé, đầu một cái cho em nhé. Mù cơ qua sân mình tê, đó là ok nhé, cái đầu tiên. Cái thứ hai, cái tập này nó phải dính với nhau. Cái đi cô nà thò, ai nhớ cho em nhé. Đây, cứ siốt nhé, siốt nó lên. Cứ đi cô nà thò, cứ đi cô nà thò. Cứ đi cô là sao? Đúng rồi. Cái chữ na kia là thành chữ nà. Nó là nà. Cứ đi cô nà sao? Nà sao? Dấu quyền là dấu lên. Cứ đi cô nà sao? Cứ đi cô nà sao? Đó. Tiếp tục nhá. Ôi má anh. Đó, bây giờ tên này nhá. Ấy có bạch chim ở dưới, thấy có phụ âm ở dưới. Thì chị đặt dấu nặng vậy. Thì bây giờ chữ này chị đọc sao? Ittaka. Đúng rồi, chính xác. Chứ không phải là ittaka nhé. Không có ittaka nhé, mà là ittaka. Ôi mà ittaka. Thì cái này nó phải đi với nhau nữa. Tại vì nó là một ý. Nên mình không có đặt nó ra được. Cái này cũng là một ý nè. Và cái này cũng là một ý, nên nó phải dính với nhau. Nên là chị không có đọc ôi mà ittaka. Không có đọc như vậy. Ôi mà ittaka. Rồi tiếp tục. Ujeka. Bây giờ siốt. Đọc siốt này nó lên tông này. 생긴 거예요. 생긴 거예요. 생긴 거예요. Rồi bây giờ chị đọc lại cho. Đọc cái màu đen này hả? Hay là đọc... Đúng rồi. Đây đây, đọc cái chữ này. À, chữ này. 생긴 거래요. 생긴. 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 거예요. 거예요. Đó đó. Rồi. Chị Quyên chỉ cần trong 8 ngày này chị Quyên đọc đúng cho em được 1, 2, 3 câu thôi. Không cần học nhiều nhé. Đó thì có lẽ trở lại như thế này nhé. Ờ mi mạnh mù cô qua sân hình tê. Cứ cô nà sơ. Ở nà nì tà ca. Thủ tê ca sáng nhìn bòi thơ. Đó. Chị chỉ cần perfect và master được một câu duy nhất là em được rất là tốt. Tiếp tục nhé. Câu câu tiếp theo. Ở thức. Autotheo. Đúng rồi. Autotheo. Đây này, chỗ này nó nối âm với nhau. Đó là autotheo. Autotheo. Đúng rồi, chính xác. Autotheo. Autotheo. Tiếp tục.
câu này ít chết chừng mà chừng mắt chừng nhìn nát chỗ nát nát chỗ ok rồi bây giờ nhá Huyền nghe chị đặt cái Huyền ở đây cho em xem ít chết đúng rồi Huyền ngang đúng rồi nghe nhá nghe nhá không có đọc là y tế cũng không đọc y tế mà đọc y tế y tế y tế Huyền ngang y tế rồi tiếp tục này âm này đọc lại dấu Huyền ngang nè trần mắt như trần Huyền ngang không có Huyền sắc trần mắt bây giờ nghe nhá nghe xem người hàng đọc như thế trong mẹ trong mẹ trong mẹ trong màn trong mai trong mai Huyền ngang trong mai trong mai không có đọc là trong mày không có đọc trong mấy mà trong mai trong mai à, tiếp tục nhá rồi bật hơi âm bật hơi từ này chưa biết đọc bật hơi này ok rồi bây giờ mình nghe nhá từ này tiếng Hàn đọc sao Kuda. 아니면 Kuda. Kuda. Bật hơi ra Kuda. Kuda. Ừ, đó. Cái chữ Kuda. Kun. Kun. Kun ni. Bây giờ hai chữ riêng. Riêng gặp ni ân với nhau biến thành chữ L. Đọc là Kun ni. Kun ni. Lạch cho. Kun ni lạch cho. Kun ni lạch cho. Kun. Kun lạch cho. Thì bây giờ đọc như thế nào? 어떡해요? 이제 정말 큰일 났죠. Rồi. Thôi, chị Quyên chỉ cần đọc cho em đúng được ba câu này thôi. Đó, trong 8 ngày này đúng ba câu này mà em ghi âm đủ các kiểu các kiểu luyện em đúng ba câu này thôi. Ba câu này tốt và thành công. Chỉ có những học viên mà luyện liên tục 7 tuần liên tục chỉ một cái đoạn ngắn như vậy thôi á là em cũng bắt đọc khi mà chưa hài lòng. Thực sự không cần phải học nhiều nha. Rồi, chị Quyên tập trong tuần này á, tập trung em ba câu này đúng không? Đọc tập trung đúng ba câu này. Gửi ghi âm gửi lại cho cô. À, chị đăng lên trên nhóm, đăng lên nhóm nhé. Vâng, đăng lên nhóm. Ok. Rồi, tiếp tục nha. À, tiếp tục đây chàng thấy có ai mở camera để muốn đọc không? Ai mở camera mới được đọc nha. Rồi, mời chị Duy. Chị Duy đúng không? Rồi, mở mở camera, mở mic lên. Rồi, chị đọc đi. Tại em đang ở trên xe, hơi ồn quá cô. Ok. Chị đọc được không? Đọc để em sửa cho. Dạ, được. Chị chuẩn lên hoàn tròn nước. Nữ rô na kê sen gót chua từ rời xa một câu thôi. Chị đọc lại cái chỗ này xem. Chị chân luôn. Chị đang là người lái xe hả hay sao? Chồng lái không sao là Hay. Bây giờ chị Duy nghe nhé. Chi chul. Chi chul. Chi chul. Chi chul. Chi chul. Âm bật hơi. Bật hơi ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Bật hơi ra nhé. Chi chul. Chi chul. Chi chul. Chi chul. Chul chul. Chi chul. Chi chul. Đó. Thì có âm bật hơi đó thì cố gắng bật ra nhé. Thì á, cái này cần phải luyện tập nhiều này. Cần phải luyện tập nhiều chứ không phải là làm một hai lần là được á, nên là cái này chị phải luyện đó. Chitru chitru rồi tiếp tục từ này chị đọc sao? Chị chuẩn luôn. 완전 đó, chị nghe từ điển đọc nhau. 완전 hoàn toàn. Ok, chỗ này chị ghi nắng được không? Ghi ra rồi. Hay là
để bữa khác em hỗ trợ chị cho nó yên tĩnh, cần tập trung. Với lại cái việc mà em sửa như vậy á, cần cần phải nốt lại á tất cả những gì mà Trang Trang nói á, mọi người nốt lại á về nhà sửa, còn nếu mà nghe không á thì nó sẽ quên. Nên là chị Duy thì tầm khoảng khi nào mà ngồi ở chỗ nào mà nó ổn định á thì em sẽ sửa cho chị nha. Ok. Rồi lớp mình có ai muốn sửa nữa không? Huệ có muốn sửa không? Rồi ok. Huệ thử nha, Huệ thử luôn luôn cái câu này nha. Bật mic lên. Dạ, alo. Yo seo. Dạ. Oke, 이제 잠만 끝이나죠. 지주는 từng câu thôi nha. Dạ. Đây. Trời ơi, phải làm thế nào đây? Cái cảm xúc của nó là gì đó? Oke yo. Một cái chữ dù thôi. Otokeyo. Ừ, đúng rồi. Đó. Otokeyo. Và để cái cảm xúc của mình này. Còn phải làm sao đây? Otokeyo. Đó. Rồi tiếp tục nhé. Ije tomman. Đây. Khi nãy á. Bây giờ nhá. Huệ cũng phải sửa dấu đấy. Huệ đọc tốt nhưng mà phải sửa dấu. Vậy là em đang đọc dấu không đúng thôi chứ không phải là đọc không tốt nhá. Ide. Ne. Ide. 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 Tomman. Ije jeomman. Tomman. Ije jeomman. Tomman. Huyền ngang. Em đọc lại âm này đi. Ije jeomman. Ije jeomman. Dừng lại nhá, dừng lại. Huệ cứ từ từ thôi nhá. Bây giờ em nghe kỹ lại cái âm đó đi. Em đang đọc âm huyền là giống ngã đó. Em đọc là trọng man, đúng không? Nó là giống ngã. Y chê trọng man. Lại nhá. Huyền ngang. Huyền. Em đọc cái chữ trọng vậy nghe. Trọng. Đúng rồi đó. Trọng man. Ừ, đúng rồi đó, chị kiện cho đó. Dạ. Em hiểu không? À, đừng để dấu ngã vô. Còn. Mày. Đó. Mày. Dạ. Đó. Ý chê cho mày. Cố gắng không để dấu ngã. Không để dấu ngã. Nha. Để chị quay cái đó vào đây cho em nhớ. Chồng mày. Chồng mày. Ừ, đó. Ý chê cho mày. À, giữ cái tông đó, giữ cái tông đó. Thòng mai, huyền ngang, không có huyền ngã, huyền ngang, thòng mai. Sorry chị nha, tại em đang niềng răng nữa, cái giọng em nó hơi bị đớp. Ok, rồi. Chị nhớ nhá, nhớ là thòng mai, thòng mai, tiếp tục. Khưn ni nạc trò. Khưn ni nạc trò. Khưn. Huệ đọc khừn á là nó thành dấu huyền mất tiêu rồi. Khừn. 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 Bây giờ để cái cách mình đọc nhé. Lại không cần phải nhanh. Khừn. Dạ. Khừn. Đúng rồi, chính xác, rất là tốt. À, không sao cả, nếu mình cái mấy cái lỗ phát âm này bình thường mà. Khừn nè. Nè, đã sai rồi. Khưn ni lạch cho. Khưn ni lạch cho. Khưn. Lên tông. Khưn ni lạch cho. Khưn ni lạch cho. Lên tông. Khưn. Khưn ni lạch cho. Khưn. Khưn ni lạch cho. Lát nữa mình nghe kỹ lại video nha. Là Huệ sẽ thấy là Huệ đang đọc dấu huyền. Chắc là nhục lắm. Không sao. Rất là nhiều bạn bị chứ không phải mình em. Rất là nhiều bạn bị luôn, không phải mình em đâu. Khư đà. Khư đà. Đó, đúng rồi, đang đọc tốt á. Đó, đúng rồi đó. Yeah.
kiểu như vậy đó. Khư ta, khư ta, khư ta, chứ không phải là khư ta, khư ta, khư ta, khư ta. Đó, như vậy nữa. Khư ta, khư ta, khư ta, khư ta. Bởi đó là, bởi đó là chị đang hay nói là mỗi lần tra từ điển á, phải bấm cái loa này này. Trời ơi, cái loa này nó quan trọng lắm. Để em phải bắt được cái ngữ điệu của nó đi như thế nào á. Thì khi mà em nói nó mới ra đúng là tiếng Hàn. Khứn đi lạch cho. Khứn đi lạch cho. Khứn đi lạch cho. Lại đặt dấu huyền rồi. Khứn. Khứn. Đúng rồi, đó, đó, đó. Cái âm đó đó. Khứn đi lạch cho. Ừ, thôi. Cái âm này về luyện thêm nhé. Về luyện thêm nhé. Ờ, nhớ. Tại vì sao? Vâng ạ. Nó là cái cách mà Huệ là đọc trong suốt rất là nhiều năm rồi. Nên sửa một ngày một hai nó không liền được, mà nó cần phải có quá trình. Nên là Huệ đang làm rất là tốt, nên là không có chị phải buồn ở đây nha. Cứ là khuyên con luyện này, luyện này, về luyện này, và tự thâu lại cái âm của mình để nghe. Đây là Huệ sẽ thấy là mình đang đọc dấu huyền rõ chắc luôn đó. Thử ghi âm cái giọng của mình đấy nhá. Dạ em cảm ơn chị Trang nhắc nhở. Rồi thì á, bây giờ Huệ trong tuần này Huệ chỉ cần đọc tốt được cho chị ba câu chính xác. Nếu khi nãy là một câu, xong rồi câu này, xong rồi tới câu này đi, thêm một câu nữa, đọc được ba câu nữa là tốt lắm rồi, không cần phải đọc nhiều ha. À, dạ. Đây đọc lại cho nên xem. Khi chốt nên Huệ quan cho nên 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 an là kê sen cót chu. Rồi bây giờ nghe kỹ lại nha, nghe kỹ lại. Không sao cả, chuyện này rất là bình thường. Chi chu, chi chu, chi chu, chi chu. Đó huyền xong đó, nó lên tông, lên tông. Chi chu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đang đọc rất là tốt đó. Chị đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó, đó. Chị như vậy đó. Rất là tốt, rất là tốt. Đó. Nhưng mà vô cái câu á, vô cái câu là phải nhớ. Huệ đọc một mình nó thì rất là tốt luôn. Và cái áp vô câu là lại đọc vô cách cũ. Đó. Nên là khi mà trước khi mình đọc, mình cứ chậm. Được không? Mình nghĩ trước nha. Chị chư rư. Và tiếp tục từ này đọc sao. Dạ. Yeah. Quan tròn. Quan tròn. Nghe lại nhá, nghe kỹ lại nhá. 완전, 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 늘어나다. 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 휘잉. 휘잉. 다. 나라 암 휘잉. 늘어나다. 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 오케이. 좀 다음 날에 늘어나다. 늘어나게 계속해 쇼트 렌텀. 자, 내가 들으냐? 그 생기다 녹다냐? 생기다. 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 Tự nhiên nó lên. Nó lên nhé. Nhớ COS là nó sẽ lên. Đó. Nó sẽ lên tông. 생기다. Thì chuyển qua quá khứ. 생겼죠. 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 Rồi thì cái đoạn mà cái mà đoạn ghi âm ngày hôm nay thì em chị Trang sẽ gửi lại cho em. Em về nghe kỹ cái câu của em thôi nhé. 어떡해요. 이게 정말 큰일 났죠. 이게 정말 큰일 났죠. 짓들을 완전 늘어나게 생겼죠. 엔 chỉ 3 câu em, em bám 3 câu em. Không cần học nhiều nhá. Học nhiều đó. Không với chị không vô nghĩa. Đó. Rồi tiếp tục. Rồi quay lại Thương nhá. Thương một phòng nha. Thương nhà mình là giỏi lắm luôn nè. Giọng rất là hay luôn. Tiếp tục nha.
đọc đi. Em đọc đi đây. 그래서 남편하고 이제 얘기하고 가족 회의를 했어요. 얘기도 앉혀놓고 침대에. 오케이. Rất là tốt. Hương này có chất giọng rất là tốt này. Đọc rất là hay luôn. Mà chỉ cần đọc diễn cảm thôi nhé. 그래서 그래서 những bạn nào có chất giọng sẵn tốt rồi thì bây giờ tập trung vào diễn cảm cho cô nhé. Tập trung vào diễn cảm và tốc độ, cải tốc độ nhé. Làm sao? 그래서 thì tụi nhé. 남편 chỗ này như khi nãy cô đang nghe em dấu sắc ở đây đúng không? Em đọc là 남편 đúng không? Thì thì không biết có nghe kỹ hay không, nhưng mà chỗ nó hình như nó hơi sắc ở trong đó. Thì nhớ nhá, 남편, 남편, 편. Và cái phiếp này là đọc căng ra. 남편, 남편, 남편하고 이제 얘기하고. Tiếp tục này, dấu này là dấu nặng, dấu này là dấu huyền. 가족, 가족, hey. Đây, đây, những cái âm hiếp thì nó sẽ lên này. Ví dụ như okay. Ví dụ như 회사, 퇴근, hey. Thì đó, hiếp nó tự nhiên nó lên đúng không? 가족 회의를 했어요. That lại là hiếp tiếp này. 했어요. 가족 회의를 했어요. Đó, thì đó. Chỗ này là mình lưu ý chỗ này cho trái nha. Và tiếp tục chỗ này thì có biến âm và nối âm rất là nhiều. 얘기도 안 쳐 놓고. Thì cái chữ mà chết nó bay lên này, nó trở thành cái chữ có đâu là an cho nục khổ. Chữ ca nó đọc chữ hờ ra chữ khờ, an cho nục khổ. Tiếp tục này, đây cũng là một hờ nữa, chim tệ, chim tệ. Thì Thương đọc rất là tốt, nhưng lưu ý cho cô những cái âm này, âm căng, âm căng. Thương là em là âm căng nhá, và âm bậc hơi, âm căng và âm bậc hơi của mình. Lưu ý đọc cho rõ từng âm này nhé. Đó, chứ không đọc tất cả các âm nó đều như nhau. Em đọc rất là tốt, đọc em rất là tốt, ngữ điệu tốt, nhưng mà cần phải lên một cái level khác đúng không, thì nó sẽ tốt hơn. Thương rất là tốt luôn nha. Rồi tục quay lại An Thiên nha. An Thiên đọc cho cô đây, đọc cho cô ba câu tới đây nhé. Dạ. Nè. 자, 어떻게 생각하니? 애기야, 얘기도 했는데 이제 남편하고 hiếp lên tông. 했는데. Đúng rồi, chính xác. 어떻게 생각하니? 애기야. 얘기도 했는데. 얘기도 했는데. Ok, rất là tốt. Tiếp tục. 이제 남편하고 탁 앉아서 얘기했는데 우리가 이렇게 하다 가면 정말 안 되겠다 싶었어요. 그럼 저와 떡으로 이제 남편하고 딱 고강 깜깜 깨남 나이 너는 에우라티 딱 앉아서 얘기를 했는데 우리가 이렇게 하다 가면 되네. 라일라 엄마가 히읗래 우리가 이렇게 하다 가면 정말 안 되겠다 싶었어요. 정말 안 되겠다 싶었어요. 다 싶었어요. 언니들. 안티는 rất là tốt luôn nha. Rồi tiếp tục quay lại chị Quyên nha. À, thôi. Chị Quyên thôi, ba câu nó được rồi. Ba câu nó được rồi. Rồi còn ai muốn sửa nữa không? Huệ nhá, Huệ đọc tiếp không? Dạ, dạ có ạ. Thôi em cứ đọc thôi nhá. Còn luyện là em ba câu kia thôi. Không cần luyện mấy cái câu này, nhưng mà cứ đọc đi để cho chị đang sửa cho hết cái đoạn này. Dạ. Chị bôi đen đi ạ. Chị bôi đen giúp em ạ. Dạ. Nam tử linh tuệ cha tổ sen hề so tình to mạnh ni cử linh ta nên tế u li to cử so kế hà chi mạnh kết mạch kết so
그 근데 돈이 이 아 어디 있어? 아무것도 안 Câu này hơi khó, có khá nhiều ngữ điệu trong câu này. Không sao nhé, bây giờ em bài lại này. Bắt đầu nắm từ rừng, nắm từ rừng, nắm từ rừng, rồi tiếp tục. Chữ nó là âm gì? Bật hơi đúng không? Bật hơi thì đọc sao? Nghe nhá, nghe nhá. Bật lên đúng không? Bật lên thì có phải là đọc thù cha không mà đọc? Thu gia. Em thấy hơi nó lên không? Thu gia. Lên, sau nó xuống. Đọc lại. Thu gia. Tại vì sao? Đây là âm bật hơi mà. Nằm từ đêm. Thu gia tô. Hê sò. Đây, lại là âm bật hơi tiếp. Nằm từ đêm. Thu gia tô hê sò. Bởi vì nhé. Tôn, đọc là thôn, không có đọc là tốn, không có lấy dấu sắc ở đó, mà đặt dấu huyền. Đặt dấu huyền nhé. Tôn. Ai còn đọc tốn thì sửa lại nhé. Tôn. Tôn. Nghe không? Nghe không? Nó âm nó trầm xuống hẳn luôn. Âm nó trầm xuống hẳn luôn. Tôn. 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 Đó. Tôn. Tôn tu mà ni từ ni không có đọc sao đặt tự dấu huyền đi trang xem dạ đặt dấu huyền đi đặt dấu huyền đi không sao sai cũng được không sao định tê định bây giờ có một cúi lên ta nền đê hai cúi lên ta nền đê một hay hai dạ hay hồi nãy Huệ đọc là cúi liên tình cái này là Huệ không phải mình Huệ đâu mấy bạn hay bị vậy luôn nên những chỗ mà chị đang sửa là những chỗ mà mấy bạn bị tà la luôn mới sửa đó chứ còn nếu mà chỗ mà trắng phết là chỗ nó là ít người sai mà chỗ mà bắt đầu mà nhiều dấu đỏ là chứng tỏ chỗ nó rất nhiều người sai nên là chuyện này là chuyện rất là bình thường luôn em đọc cúi liên tình nên là rất là bình thường đừng giờ nghe lại nhá giờ nghe nghe thêm họ đọc như thế nào Gulida. Rồi này thì đọc là Gulida는데 Gulida는데 và tê lên âm Gulida는데 Gulida는데 우리가 우리도 그렇게 xuống tâm 그렇게 rồi tiếp tục hiếu nè 해야 하지 않겠어 해야 하지 않겠어 rồi đoạn này là Huệ hơi bị vấp đúng không 10 lần yeah. đọc thử 10 lần nhé yeah. 해야 하지 않겠어 해야 하지 않겠어 lên tâm cái chữ hiếu Huệ gia hạ chi nà sko. Rồi, bây giờ nha, về nhà nghe kỹ lại là sẽ biết mình đang đọc dấu huyền nha. Hey ya. Gần được. Về luyện thêm nhé. Hey ya hạ chi ăn cái sko. Em đọc lại nha chị. Hey ya, hạ chi nán kết sóc. Ăn kết sóc. Hey ya, hạ chi nán kết sóc. Ăn kết sóc, chữ A, chứ không phải gì. Không cần phải nói chữ N vào đây. Hey ya, chị ăn kết sóc. Hey ya, hạ chi ăn kết sóc. Rồi, ok. Rồi, bây giờ Huệ sẽ về nhà nhé. Nghe kỹ lại cái đoạn mà chị Trang sửa cho em á. Urito irake. Hey ya, chị ăn cái sóc thì thật sự cái này phải luyện á chứ không ngày một ngày hai sửa được thật sự là cái điện là chuyện rất là bình thường á
Đó, chuyện này rất là bình thường luôn. Các bạn chị đang sửa liên tục mấy tuần vẫn sửa chưa xong. Nên em mới có mấy ngày, chuyện rất là bình thường. Không sao cả nhá. Udito kureke heya chan kesa. À tiếp tục này. Kunde, kunde thôn, dấu huyền nhá. Thôni odi isseo? Odi isseo? Tiền ở đâu mà ra? Kunde thôni odi isseo? Thôni odi isseo? Lên tâm chỗ đó. Amugotto opjana. Amugotto opjana. Amugotto opjana. Đây là cái đuôi ta nào là cái đuôi mà gọi là thách thức. Là cái đuôi mà là cái đuôi mà bắt bẻ. Cái nghĩa là cái chuyện là cái chuyện hiển nhiên rồi, ai mà không biết như vậy đó. Thì cái đuôi như vậy thì nó mang một cái hơi hướng là hơi bắt bẻ đúng không? Thì cái giọng nó cũng sao? Amugotto opjana. Amugotto opjana. À, câu này đọc diễn cảm, đọc mà bắt được cái thần của nhân vật ấy. Nam들은 투자도 해서 돈이 많이 굴린다는데 우리도 이렇게 그렇게 해야 하지 않겠어? 근데 돈이 어디 있어? 아무것도 없잖아. Đó, thì đó, cái kiểu đọc như vậy, cái kiểu như vậy mình ngoài mình đọc đúng, mình đọc chuẩn ra mình còn phải bắt được cái thần của cái người đó nữa. Đó, thì cái môn shadowing nó là như vậy. Nó là như vậy nha các bạn. Rồi. À, chị Quyên nhá. Chị Quyên cứ đọc đi nhá, không sao. Cái sai chỗ nào em sửa cho. Chị Quyên đọc đọc đây, thế này. Hằng chuẩn bị câu thứ hai, ba câu cuối cùng nha. Câu đoạn em bôi đen đấy hả? Dạ dạ, chị đọc. 그랬더니 남편이 마차 없어 하나도 없네 정말 그랬어로 아 또 자, bây giờ nhớ em sửa dấu với chị thôi. Chị Quyên là chị bị dấu thôi nhá. 그랬더니 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 đây này, em có quanh dấu ở đây này. Em có mô phỏng dấu ở đây này. 그랬더니 남편이 맞아 dấu nặng. 맞아 không có 맞아, không có lên không ở đó. 맞아 없어 하나도 없네. Chỗ này biến âm 하나도 없네. Là chỗ này chiết một tên, không có hà nhà tô mà là 하나도 없네. 하나도 없네. 그랬더니 남편이 맞아 없어 하나도 없네 그랬어요. 하나도 없네 그랬어요. Đó, đó. Thì chị Quyên tập trung sửa dấu nha. Sửa dấu này nhá. Chị Quyên là dấu bị dấu thế này. Tiếp tục đi. 그렇다 그렇다 이렇게 đúng rồi 이렇게 주어든 몰리카 주어든 몰리카 이 집에 뭐 있는 거죠. Ok, rồi, rất là tốt. Rồi, chị Quyên chỉ cần sửa dấu cho em nhé. Kurota. Ngang hết. Kurota. Iroke. Tiếp tục này nhé. Dấu huyền và dấu ngang thì sẽ đọc như thế nào? Từ này. Những từ đơn giản thôi nhưng mà khi mình search lại mình sẽ rất là bất ngờ về cái dấu. Chú ý. Chú ý. Quyền ngang. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Đúng rồi, đó. Đó. Chị Quyền để ý cho em nhé. Chú ý. 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 Bonica, âm căng, âm căng. Bonica.
chủ trấn Bolika. À rồi. Ha ha, các bạn nha, chị đang bị bây giờ cái âm bật hơi, à cái âm căng đó, là em hay bày cho mọi người như thế này. Rồi cái bụng mình có 3 điểm check-in. Rồi cái bụng mình á, khi mà mình phát âm tự nhiên thấy cái bụng nó hóp lại. Cái bụng nó đang như thế này mình tự nhiên hóp lại. Tự nhiên đang này cái nó hóp lại, nó hóp sâu luôn đấy. Nó hóp sâu luôn chứ không phải là hóp hóp bình thường. Là mình đang đọc đúng. Một điểm check-in. Hai là mình rờ cái cổ mình này. Tự nhiên nó cứng chỗ này. Hơi lên cái bị cái cổ nó gần, bị cái cổ nó gần. Và thứ ba là mình rời đây, không có hơi đi ra được. Chị bạn, chị bùi phụ này. Ca, 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 ca. Tự rời mình nhé. Rờ bụng, rờ cổ và coi này. Hơi nó ra rất là tí tẹo luôn. Chị bùi phụ này. Ca, 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 ca. Không sao, cái này là về luyện cho chị, không không ngày một ngày hai được á, luyện thôi nhá. Chị bé unik, chị bé chú ý đến punika, rồi tiếp tục nhá. Từ nãy đọc ra bố nhà mình ai ai biết từ nãy đọc sao. Từ nãy là mình học vừa lúc còn câu học tiếng Hàn luôn, mình ăn biết. Khi nãy đang nói rồi, khi mà bắt đầu có phụ âm ở dưới đọc dấu nặng. Chị từ đi đọc sao? Số 1, chip. Số 2, chip. Một trong hai. Số 2. Đúng rồi, số 2. Nó phải là số 2. Nó là chip. Chứ không có chip, không có ai chip hết trơn. Không có lời như sao? Chip. 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 Nó là chip chứ không có chip. 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 Húi nương cỏ trồ. Hồi nâng cháu huyền nè. Hồi nâng cỏ trâu. Khi ra ta ý đọc kê chú ý được bùn ý ca. Ý tiếp ý hồi nâng cỏ trâu. Ý tiếp ý hồi nâng cỏ trâu. Đó. Là kiểu như vậy nhá. Rồi. Câu cuối cùng cho Hằng. Hằng Thúy Hằng. Cho cưng đó rồi. Baby. Rồi. Nó không không cần hiểu nghĩa. Bây giờ em cứ đọc cho cô phát âm không cần hiểu nghĩa nha. À, 그래. 우리가 살고 있는 집은 그 난 저들은 그거 그 돈으로 돈으로 행복 사살은 시전해 볼까? 응. 이 생각이 들었어요. Hằng Hằng là chỉ bị cái dấu thôi nhá, bị cái dấu nhá. Rồi bây giờ cô đang sửa này. À, kure, kure chứ không kure, không có lên tông. À, kure, uriga, uriga, quyền ngang, uriga. Rồi gặp siốt này, siốt nhá. Hay quyền nên chỉ bê, không có đọc là thầy cô không, cũng không có đọc. Là dấu ngã cho nào gì hết. 살고 있는 집을 살고 있는 집을 그냥 rồi dấu huyền giống ngang, 그냥 là phải dấu huyền này, 그냥 rồi tới dấu huyền tiếp tục, dấu huyền giống ngang này, 전세를 주고 cứ là cứ cô cái là mình sẽ ngắt chỗ đó và nó khép cái âm lại, nó tắt ra, nó là hai vế mà, 전세를 주고 그 돈으로 한번 투자를 시작해 볼까? 아, 이 말. 이 생각이 들었어요. 이 생각이 들었어요. 그럼요. 어떤 거 하나 했냐? 야. 오케이. 저 전에 한 nắm được không? 한 nắm được không? 여도. 여도. còn hai, còn có cuối cùng hàng đọc luôn nha. 애기도 끄덕끄덕 하더라고요. 침대에서 애기도 끄덕끄덕 하더라고요. 그 chữ cute 하더라고요. 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 난 그게 방금은 như vậy. 하더라고요. 하더라고요. 끄덕끄덕 하더라고요. 침대에서. 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 자.
Vậy là xong, hôm nay là đã xong cái phần mà đọc đọc phát âm như thế nào thì mọi người về nhà nghe lại video này nhé. Nghe lại video này. Tại vì từng câu nó đều có một cái gọi là những cái điểm mà chú ý trong đó đó. Thì lớp mình về nhà coi kỹ lại, nghe kỹ lại một lần để xem chữ Trang đọc như thế nào và mọi người luyện tập theo. Thì bắt đầu ngày hôm nay nhé, ngày hôm nay hoặc là ngày mai, có nghĩa là từ đây cho tới chủ nhật là phải có video đầu tiên, hoặc là hôm nay có video đầu tiên càng tốt. Hôm nay mọi người bắt đầu quay video đầu tiên và post vào trong nhóm bài tập nhé. Thì mọi người đã vào trong nhóm bài tập xong chưa? Người đã vào trong nhóm bài tập hết chưa? Vào trong nhóm đó nhé. Xong đó rồi có thể quay hoặc livestream, tùy tùy mọi người muốn làm như thế nào cũng được. Livestream thì nó nhanh hơn, nó không có tốn nhiều thời gian của mình. Còn thực ra quay video thì nó tốn nhiều thời gian lắm. Và cái video đầu tiên không cần hoàn hảo, chỉ cần hoàn thành, nó không cần hoàn hảo, nó ra như thế nào cũng được, nhưng mà cứ hoàn thành trước, hoàn thành trước nhé. Rồi, ok. Tôi cũng mạnh nha, phát xin mệt à. Rồi, lớp mình nghỉ ngơi nha. Hẹn gặp mọi người vào thứ hai tuần sau nhé. Okay. Mai không học à cô? Sao? Mai là buổi thực, có nghĩa là mai là mình không có buổi học chính thức nào hả? Nhưng mà mai là ngày mà mọi người thực hành. Mọi người thực hành, sau đó là quay video cho Trang xem. Đó. Còn thứ hai mới là cái ngày mà Trang sẽ chọn ra một vài bạn để Trang coaching. Cũng giống như buổi hôm nay vậy á. Đó. Mấy cái buổi này là mấy cái buổi thực hành này. Là bạn nào á mà đã được thực hành rồi á thì sẽ không thực hành nữa á, mà sẽ bắt đầu luyện tập. Và cứ tham gia các buổi khác để nghe xem thử là những bạn khác bị sai cái lỗi gì á để mình rút kinh nghiệm. Chứ không phải là lỗi của người khác là mãi mãi sẽ không phải là lỗi của mình. Mình cứ xem đó, để mình rút kinh nghiệm cho mình. Thực ra một cái bài như vậy thôi nhưng mà rất là nhiều luôn. Học rất là nhiều cái phát âm luôn á. Nên là mọi người cứ tham gia các buổi coaching thì sẽ thấy rất là có hiệu quả. Những buổi mà có thời gian coaching thì chị định để trong cái thời gian để trên trên nhóm để tụi em theo dõi ạ. Khi nào có lịch hoặc là những bạn mà không vào được giờ trưa thì có thể đặt vào giờ tối cũng được. Thì Trang hỗ trợ. Vâng. Rồi. Cảm ơn chị Trang nhiều ạ. Bye bye. Cảm ơn chị Trang nhiều ạ. Vâng. Okay. Chị Trang giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Super sashimi da. Xin chào cô.